Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh cho biết, hiện công trình hồ chứa nước Sông Quả đang ở cao trình 25m, tương đương với dung tích hồ đạt 2,2 triệu mét khối. Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Quả, tài sản tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi đang tiến hành xả lũ hồ chứa nước này. Dự kiến thời gian xả lũ hồ chứa nước Sông Hỏa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 9 tháng 11 năm 2022. Việc xả lũ hồ chứa nước Sông Hỏa có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Hỏa, bao gồm các xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Phước Thuận, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Xuyên Mộc thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã có liên quan thông tin đến người dân về việc xả lũ, từ đó chủ động trong công tác sản xuất, đồng thời tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.